Mô liên kết khác với biểu mô. Đây là loại mô có khoảng gian bào rộng, chứa chất căn bản và các sợi liên kết. Vùi trong chất căn bản là các tế bào. Có 3 loại mô liên kết chính là mô liên kết chính thức, mô sụn và mô xương. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số tiêu bản thuộc mô liên kết là mô liên kết chính thức, mô mỡ, các tế bào trong mô liên kết thưa, mô liên kết viêm mãn, đại thực bào, tế bào võng, sợi chun, sợi tạo keo, chân bì giác mạc, lá chun, sợi võng, sụn trong, sự phát triển của mô sụn, sụn chun, sụn sơ, xương ha ve đặc, vùng cốt hóa, các tế bào của mô xương và xương ha ve xốp. Mô liên kết chính thức. Chân bì da là một mô liên kết chính thức, nằm bên dưới biểu bì da. Các tế bào trong mô liên kết đứng cách xa nhau bởi khoảng gian bào rất rộng. Ở đó có chất căn bản và những sợi tạo keo xếp theo nhiều hướng. Mô mỡ. Ở hạ bì da có các tiểu thùy mỡ ngăn cách nhau bởi các vách xơ màu hồng. Tiểu thùy mỡ được tạo nên từ các tế bào mỡ. Nhân của tế bào mỡ rất dẹt, nằm sát màng. Bào tương tế bào dày đặc những hạt mỡ đã bị tan ra khi làm tiêu bản nên không bắt màu thuốc nhuộm. Mô mỡ cũng là loại mô liên kết đặc biệt. Các tế bào trong mô liên kết thưa. Trong hình chiếu này có thể quan sát được 9 loại tế bào là bạch cầu hạt ưa axit, hồng cầu, tế bào nội mô, nguyên bào sợi, lympho bào, bạch cầu hạt trung tính, tương bào, đại thực bào và dưỡng bào. Trong mô liên kết viêm mãn có thể thấy nhiều loại tế bào liên kết như tương bào, nhân hình hoa cúc nằm lệch về một phía, bạch cầu đa nhân trung tính, nhân nhiều múi, bạch cầu lympho, nhân tròn nhỏ, sẫm màu, ít bào tương, hồng cầu, không có nhân, nằm trong lòng mạch, tế bào nội mô, lập mặt trong các mạch máu, đại thực bào. Đại thực bào có nguồn gốc từ bạch cầu đơn nhân, có khả năng thực bào rất mạnh. Tùy từng vị trí trong cơ thể mà đại thực bào có hình dáng và tên gọi khác nhau, như tế bào Kupffer ở gan, tế bào bụi ở phổi, vân vân. Ở lách, đại thực bào là những tế bào lớn, có nhiệm vụ chính là tiêu hủy các hồng cầu già. Vì vậy, bào tương của chúng có đầy những thể vùi màu nâu, chứa sắc tố hemosiderin, là một sản phẩm dáng hóa từ hemoglobin. Hình phía trên bên phải là ảnh chụp hiển vi điện tử một đại thực bào trong ổ viêm. Trong bào tương đại thực bào có nhiều lysosome, các thể vùi và có các không bào tiêu hóa. Thậm chí có thể thấy cả một bạch cầu hạt trong không bào tiêu hóa của đại thực bào. Nhân của đại thực bào thường nằm lệch về một phía và có một hạt nhân lớn. Đại thực bào trong ổ viêm có nhiệm vụ dọn sạch các vụn tế bào và các tế bào chết. Tế bào võng. Quan sát ở vùng tủy của tuyến ức có thể thấy các tế bào võng biểu mô, hay còn gọi là tế bào sao. Đó là các tế bào có bào tương trải rộng thành một cái nền màu hồng và có các nhánh bào tương nối với nhau. Nhân tế bào hình cầu khá lớn và sáng màu. Các tế bào võng tựa trên lưới sợi võng tạo ra một mô võng. Mô võng có ở các cơ quan bạch huyết, miễn dịch và một số cơ quan khác. Trên mắt lưới của mô võng của tuyến ức có các tế bào tuyến ức, đó là các lympho bào T. Tiểu thể Hassan là một cấu trúc đặc biệt chỉ có ở vùng tủy của tuyến ức, cũng được tạo bởi các tế bào võng biểu mô xếp theo hình đồng tâm giống như bẹ củ hành. Trong tiêu bản này có thể phân biệt dễ dàng hai loại sợi liên kết. Sợi tạo keo màu hồng, hình trụ dài, ranh giới không rõ, bắt chéo nhưng không nối với nhau, tạo cảm giác như một cái nền chìm xuống bên dưới. Sợi chun có màu tím nâu, mảnh, nối với nhau chằng chịt như mạng nhện, rất rõ nét, tạo cảm giác như nổi lên trên. Chân bì giác mạc là loại mô liên kết sơ có định hướng. Các lá collagen xếp song song với nhau rất đều đặn.
các tế bào sợi mảnh dẹt đứng thưa thớt. Ở thành của động mạch chun khi nhuộm đặc biệt, có thể thấy các lá chun lượn sóng màu tím bóng xếp thành từng lớp. Ở cơ quan tạo huyết và miễn dịch, khi xử lý và nhuộm đặc biệt cho thấy hình ảnh sợi võng có màu nâu đen, mảnh, khúc khuỷu như rễ xi. Ở thời kỳ thai, đầu của các xương dài có cấu tạo là sụn trong. Vùng giáp ranh giữa sụn và xương được gọi là vùng cốt hóa, nơi tạo xương từ mô hình sụn. Mô sụn được tạo bởi các tế bào sụn hình cầu, sáng màu nằm trong ổ sụn. Các ổ sụn nằm vùi trong chất căn bản sụn ưa màu bazơ. Bên ngoài mô sụn có màng sụn bao bọc, trừ diện khớp. Mô sụn có 3 cách phát triển. 1. Cách đắp thêm. Các nguyên bào sụn ở lớp trong của màng sụn sẽ sinh sản, tạo ra chất căn bản và vùi mình trong đó để tạo thành tế bào sụn. 2. Tập đoàn tế bào sụn cùng dòng kiểu vòng. Tế bào sụn sinh ra các tế bào mới theo nhiều mặt phẳng phân cắt. Các tế bào cùng nguồn gốc sẽ xếp thành một vòng tròn. 3. Tập đoàn tế bào sụn cùng dòng kiểu trục. Tế bào sụn sinh sản theo một mặt phẳng phân cắt. Các tế bào cùng nguồn gốc xếp thành một hàng dọc. Ngoài loại sụn trong điển hình đã mô tả, còn có sụn chun và sụn sơ. Sụn chun trong chất căn bản có nhiều sợi chun. Sụn sơ gần giống mô liên kết sơ. Bên ngoài tế bào sụn có nhiều sợi tạo keo. Xương Have đặc. Đây là mặt cắt ngang qua lớp giữa của thân xương dài. Xương Have đặc gồm các cấu trúc sau. 1. Hệ thống Have điển hình gồm nhiều lá xương đồng tâm quây lấy ống Have chứa tủy xương và mạch máu. Giữa các lá xương có các ổ xương chứa tế bào xương. 2. Hệ thống Have trung gian là một phần của hệ thống Have điển hình. Nó được tạo bởi các lá xương xếp theo hình cánh cung, chính là di tích của hệ thống Have điển hình. 3. Hệ thống cốt mạc trung gian là di tích của xương cốt mạc, các lá xương xếp song song với nhau. Vùng cốt hóa là vùng đang hình thành xương từ mô hình sụn. Các lá xương mới hình thành còn được gọi là xương trong sụn, có màu đỏ sẫm khi nhuộm HE và có màu xanh sẫm khi nhuộm đặc biệt. Các lá xương này sẽ thay thế dần nền sụn trong. Các tế bào xây đắp nên lá xương mới có tên là tạo cốt bào. Các tạo cốt bào tạo nên chất căn bản xương và tự vùi mình vào đó để tạo ra các tế bào xương. Ở vùng xương đang tu sửa có một loại tế bào lớn mang tính hợp bào nhiều nhân, gọi là hủy cốt bào, làm nhiệm vụ tiêu hủy xương. Xương Have xốp có ở xương ngắn, xương dẹt và đầu xương dài. Xương Have xốp gồm có các bè xương màu hồng, khúc khuỷu và hốc tủy là các khoảng trống xen giữa các bè xương. Bè xương được tạo bởi các lá xương xen kẽ có các tế bào xương nằm trong ổ xương. Hốc tủy có chứa tủy xương. Ở tủy tạo huyết của tiêu bản này có thể thấy rõ dây các tế bào đầu dòng máu, đặc biệt có thể thấy tế bào nhân khổng lồ